Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Tiếp tục với hành trình Protetor các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ chơi nhân vật Ghost. Đặc điểm của nhân vật này đó chính là cộng 10 dam cho mỗi Ethereal Respawn. Cái này như là dam gì, mình súng gì, vũ khí gì mình không rõ lắm. Cộng 30% né tránh này. Né tránh giới hạn là mức 90% này, và nhân vật sẽ bị trừ 100 armor, 100 dép. Vũ khí mình sử dụng sẽ là Ghost Ace, cây rìu. Dam là 22 này, crit các thứ này, cooldown này. Ok, bắt đầu nha các bạn ơi. Trước khi bắt đầu thì hãy để lại cho mình một like video cũng như là một đăng ký kênh nếu như các bạn thích series game này nhá, và ủng hộ cho mình ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Let's go. Đồng. Bình tĩnh. Ai à? Đã 104 dép đấy. Chạm vào một phát là đi cả đời đấy. Là đi cả quay luôn đấy. Phát tao ở chỗ này đã. Ai ôi, cứu bé. Ui ôi, đồng nó đồng dã man. Ồ đấy, speed nhỉ. Thực ra đấy speed thì cũng được nhưng mà hơi phí bởi vì nhiều tiền quá. Mua một cái này này. Ồ, mình thêm một cái tím này xong. Lock vào. Ok, tiếp tục nào. Quê 14. Đam cũng khá khá. 200 đam kìa. Mình đạt đến giới hạn của Dot rồi. Dot của mình lên 90, 100, 101 rồi. Mà nó giới hạn cho mình dot có 90. Phí mình build dot. Mình build thừa cả dot rồi. Bây giờ phải build hồi máu mới lại hút máu cho nó trâu lên. Đây. Trận này còn không mất một giọt máu nữa cơ mà. Armor à? Lấy hút máu này. Ui, cái này đỏ chót này, nhưng mà mình không dùng được cái đấy. Trừ đam tăng 3 máu. Đam của mình đang là 142 đam. Lấy được, thực ra là lấy được đấy. Một kiếm nữa này. Lấy một kiếm nữa thì mình sẽ được hai kiếm thì sẽ được một mini dam nữa và một hút máu. Rồi cộng 3% dot. Dot bây giờ mình không cần nữa. Combine vào một cái kiếm đi. Thì đằng nào cũng ok mà. Còn hơn là để cái gì đúng không? Mạnh hơn thì cứ lấy thôi. Ai ôi, gần chết rồi kia. Đi ra chỗ khác. Kiếp lắm đạn thế. Phải đã gần chết ạ. Kiểu gì. Khi thẳng dot mấy phát hài không chịu được. Úi rồi ôi.
Giờ thì dot không quan trọng nữa rồi. 7 crit. Thực ra bây giờ mình cần máu đấy. Mình cần máu à. Lấy hay lấy mini đam. Lấy 4 mini đam đi. Trời đất ơi. Hai dìu luôn ạ. Ba cái này ngon quá. Mua một dìu tím này. Lóc hai cái này. À là ô, thế vẫn muốn đủ mua một cái dìu xanh nữa. Trời ạ. Giờ đang dùng kiếm xanh rồi. Đang dùng kiếm xanh rồi chứ. Bỏ đi nhỉ. Giờ mình cần cái dìu tím hoặc là cái kiếm kiếm xanh thì thôi chứ cần. Ok. Ui. Kiếm chém 314 kìa. Sau quay này là phải mưu thêm máu. Thêm máu giấy là đi đấy. Rồi đót hết, đót hết. Né hết, né hết. Năm năm máu bây giờ dùng tạm thôi. Chứ tí nữa là phải phải mưu thêm máu à. Cái từng ngày chưa đủ đấy. Không đốt được là dính đam hơi nhiều luôn á. Ui ui ui. Tí thì hoảng. 30% pick up xa, nhặt xa thì thôi đi. Roll này. HP đương nhiên là bây giờ phải lấy HP rồi. Giảm tầm. Không. Mình phải lấy cái này và cái này. Roll này. Đây rồi, kiếm xanh này rồi. Ok rồi. Ok rồi. Ok rồi. Quên này toàn có quái xương à. Toàn có quái bọc xương. Ui giật 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 giật. Đam to mà, giờ đam to mà. Giờ đam đã lắm cái chém lên 400 rồi. 370 kìa. Ấy 430 kìa. Giờ là tả xung hữu đột được rồi đấy. Cộng 15 HP nhưng mà cộng 8% tốc chạy của quái à? Không. Dìu xanh à? Combine cái này vào mua một cái dìu xanh được mà. Ổn đó chứ. Trừ 5% đam. Cộng 1% hồi máu. 4% đam nguyên tố. Mình có dùng đam nguyên tố đâu. Ồ, roll tiếp phát nữa nào. Sao roll chán thế nhở. Thầy hút máu tí đi. Ok. Quên 18 này. Quên này toàn quái lao nhanh thôi. Quái lao nhanh mà mình dodge hết thì cũng ok. Nhiều con lao nhanh như thế. Ui, 502 đam kìa. Mình còn đót rồi nữa cơ.
Tốc độ clear quái của mình cũng khá ổn, không bước là tệ. Bởi vì đang đam to mà. Đam 200, đam thường là 256 cái kia cơ mà. Không bị sốc chết là ok đấy. Rồi. Giảm tốc đánh, tăng tầm. Tăng tầm, tăng đạn, tăng đam xa, mình có chơi đam xa đâu. Đam à? 8% đam này. Ồ, mua một cái làm chậm đi. Roll đây. Cái này ngon này. Cố sống để lấy cái đấy. Ok. Quay 19. Ui, đồng. Đồng nhá. Đồng nhưng mình đam mình cũng to. Sau này còn dot được nữa thì ok đấy. 66 máu, thực ra 66 máu là chưa đủ đâu. Mình đang muốn lên khoảng 8x máu. Đồng tê. Lên tầm 8x máu thì sẽ an tâm hơn. Tiếp đồng dã man. Rồi, qua được quay 19. Tăng đam giảm tầm à? Tăng 600 đam thì lấy thôi, đây rồi. 9 HP này. Tăng đam tiếp này. Tăng tầm, tăng tốc này. Ok này. Rìu tím này. Ok, lấy luôn. Này tăng tầm đánh xa, tăng về phần trăm đam, nhưng mà giảm tốc đánh. Mình đang muốn tốc hồi tốc đánh mà. Ồ, thế hết mua nổi rồi à? Ồ, chiến thôi. Chiến boss thôi. Thực ra mình câu cũng được ấy. Câu hoặc là mình câu giờ cho nó hết thời gian, hoặc là mình giết luôn. Bởi vì đam mình đang to. À chạy rồi. Quái chạy rồi. Tầm này chắc là qua được rồi đấy. Ok vào đi. Sỏi nó đót kìa. 646 đam. Quái không thể vào luôn mà. Quái không vào được luôn mà. Bot vào đi ơ. Ơ kìa bot ơi. Sợ nhau à? Vào đây đi. Chơi chơi cầm chừng à. Đây rồi, đây rồi. Mày chết. Trời ơi. Thắng. Mở khóa đen rồi 4. Tổng kết lại là mình build được max HP là 76 này. Hồi phục, hồi máu là 3 này. Mình cũng 3 hồi máu rồi nhá. Mình chỉ có 7 hút máu thôi này. Nhưng mà phần trăm đam của mình đến 275. Đam ngắn của mình thì 27. Hai cái này thì mình không build. Đam xa mới lại đam nguyên tố mình không build. Đam chí tốc đánh mình là 42. Đam chí mạng của mình chỉ có 1 thôi. Đam kiểu kỹ thuật thì mình không có. Tầm đánh của mình có 60 thôi. Giáp của mình thì âm rồi. Con này không build giáp. Con này đặc biệt là không build giáp. Quần dot của mình lúc đầu là hơn 100 dot cơ. Nhưng về sau thì mình giảm dot xuống, rồi mình build sang những cái thành phần khác. Speed của mình có 3 thôi. Luck thì mình 10. Còn Harvest thì 11. Nói chung là cũng khá hên là qua được đấy. Xem mở khóa được gì nào. Mở khóa nhân vật Masochist à. Mới là cái gì đây. Zitro cộng 6% dam và 2% hút máu, trừ 2% sát thương từ cái gì nhỉ, kỹ thuật. Con này thì cộng 5% đam. Ôi con này để sau chơi các bạn nhá.
Nếu như các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe, cũng như là bật nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với Protector hoặc là những game khác.